drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open sea. Hello my friend, xin chào các mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một bộ son đến từ nhà Caslen. Hãng này là một hãng mỹ phẩm khá là nổi tiếng ở bên Trung Quốc, nhưng mà dạo gần đây thì hãng đã đánh sang thị trường Việt Nam và đã có mặt ở trên Shopee Mall. Về mặt thiết kế thì vỏ son sẽ đồng bộ với màu son ở bên trong, nắp son thì sẽ có thêm một hình chiếc mô để tạo điểm nhấn. Cọ son là hình chiếc lá nhỏ nhỏ và mình thấy khá là hợp với cả chất son này. Ngoài ra thì hãng này còn có kết hợp với ba thành viên nam trong nhóm nhạc YV là Kun, Lucas và Yang Yang để quảng bá sản phẩm của họ. Màu đầu tiên M601 là một màu cánh hồng khô. Màu son này thì mình thấy sẽ hợp hơn với những bạn nào có da từ trung bình đến da trắng. Còn những bạn nào có da ngăm thì mình sẽ không khuyên sử dụng màu son này đâu nha. Đối với làn da từ trung bình đến trắng, những bạn nào mà da có ít khuyết điểm thì mọi người có thể sử dụng màu son này trên mặt mộc hàng ngày được. Còn đối với da những bạn nào có nhiều vết tâm mụn hay là cuồng thâm mắt đậm thì mình nghĩ mọi người nên có make up đi kèm và đánh thêm một chút má. Không thì màu son này nó sẽ làm lộ ra hết những cái khuyết điểm của mọi người đó nha. Màu tiếp theo, màu M602, đây là một màu cam đỏ tươi. Màu son này thì sẽ hợp với những bạn nào có da từ trung bình đến da trắng. Màu son này thì mọi người nên nhất định có make up đi kèm, bởi vì đa số làn da của người Việt Nam mình thì hơi thiên vàng. Nếu sử dụng màu son này trên mặt mộc thì mình thấy nó không hợp lắm và hơi lạc quẻ. Còn nếu như da bạn nào mà đã trắng hồng sẵn rồi, đánh màu son này lên thì nó sẽ tôn lên cái làn da của mọi người hơn. Màu son này thì mình thấy có làm xỉn men răng, cho nên những bạn nào mà không thích những màu son làm xỉn men răng thì mọi người nên cân nhắc điểm này nhé. Về mùi hương của cái son này là một mùi hoa hồng. Mùi son này thì giống với mùi của cây Guerlain Velvet Cream và L'Oreal Rouge Signature. Đối với mình thì mùi này khá nồng và mình không thích mùi này lắm. Nhưng mà khi mình chê mùi son của cây L'Oreal thì có một số bạn comment ở dưới bảo là mùi này đối với các bạn ý thì cũng khá là thơm. Thì mình bảo rồi đấy, mùi son mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau. Cho nên nếu như bạn cảm thấy mùi này thơm thì bạn cứ việc mua thôi. Màu tiếp theo là màu M603, đây là một màu cam đất. Màu son này thì sẽ hợp với mọi tông da, da trắng hay da ngăm thì đều có thể sử dụng được. Màu son này thì mình thấy sắc cam không bị tươi quá, cho nên sẽ không bị làm xỉn men răng quá nhiều. Sắc cam và sắc nâu của màu son này là ngang nhau, sắc nâu không bị nhiều quá, cho nên những bạn nào mà không hợp đánh những cái màu son quá nhiều sắc nâu thì mọi người an tâm là màu son này đánh lên môi thì sẽ không bị dừ đâu nhé. Màu son này thì mình thấy mọi người có thể sử dụng trên mặt mộc hàng ngày được luôn nha. Về chất son của dòng này thì mình thấy hãng miêu tả tên khá là đúng là Matte Velvet, tức là nó cũng không nghiêng về quá chất son kem lì mà cũng không nghiêng về quá chất son velvet. Chất son bán lì đánh son trên môi tầm 30 giây thì son sẽ khô lại, nhưng mà son sẽ không bị sét và bám chặt vào môi như những chất son kem lì truyền thống. Màu son tiếp theo, màu M604 là một màu hồng đỏ. Màu son này thì mình thấy chỉ hợp với những bạn nào có da trắng hồng thôi, còn những bạn nào có da ngăm, da trung bình hoặc là da bạn nào mà thiên vàng giống mình, sử dụng màu son này trên mặt thì nó rất là dìm da. Đánh cái màu son này lên môi thì trông da mình bị xỉn đi khá là rõ rệt. Son khi đánh lên môi thì khá lỏng và ướt, nên mọi người chú ý đánh son cẩn thận, không thì son nó sẽ bị dính vào răng ha. Chất son khá mỏng nên không gây cảm giác nặng môi, nhưng có một điểm mọi người cần chú ý đối với những bạn nào thích đánh đậm ở trong lòng môi là mọi người nên đánh trước lúc mà son nó khô lại. Không, nó mà khô lại rồi sau đấy mọi người mới chồng son vào thì nó sẽ gây cảm giác dính môi và gây nặng môi đó nha. Màu son tiếp theo là màu M605. Màu này là một màu hồng đất, mình thấy rất là xinh và tây. Màu son này thì hợp với mọi tông da, da trắng hay da ngăm thì đều có thể dùng được, không làm xỉn da. Đối với màu son này thì không làm xỉn men răng nhưng mà cũng không làm trắng men răng của mọi người đâu nhé. Vì đây là chất son bán lì cho nên khi môi mọi người chạm vào đồ vật thì nó vẫn sẽ dính da một chút, nhưng mà nó sẽ không bị dính da quá nhiều như những dòng son Velveteen. Về độ bám của em này thì sẽ từ 6 đến 8 tiếng nếu như mọi người không ăn uống gì. Nếu như mọi người có uống nước hoặc là ăn uống nhẹ nhàng thì mình thấy son này nó không trôi đi quá nhiều đâu. Còn nếu như mọi người ăn uống dầu mỡ kiểu ăn thoải mái thì son nó sẽ trôi. Và sau khi son trôi thì nó sẽ phai ra cái màu son tương ứng với cả màu son mọi người đang đánh, chứ nó không để lại một cái lớp zin quá sến đâu, cho nên mọi người an tâm nha. Màu tiếp theo, màu M606 là một màu đỏ cổ điển. Màu son này khi mọi người đánh lòng môi, mọi người tán ra thì sẽ có thấy thêm một chút ánh hồng, nhưng mình thấy ánh hồng này thì không bị sến đâu. Màu son này thì hợp với mọi tông da, da trắng hay da ngăm thì đều có thể dùng được. Màu son này thì rất là tôn da cũng như là tôn men răng. Màu son này thì mọi người có thể sử dụng trên mặt mộc được luôn nè. Về độ dưỡng của son, vì đây là chất son bán lì cho nên đánh về cuối ngày thì mình cảm thấy hơi bị khô môi một chút xíu, một chút thôi. Nhưng mà đối với những bạn nào đang tâm tia dòng son này mà có đôi môi hơi khô một chút xíu thì mình vẫn khuyên mọi người nên đánh trước một lớp son dưỡng để cả ngày dài thì không bị khô môi ha. Tiếp
Tiếp theo, màu M607 là một phiên bản đậm hơn của màu M604. Màu son này là một màu hồng đỏ đậm. Màu này thì mình vẫn sẽ chỉ khuyên cho những bạn nào có da trắng hồng thôi. Những bạn nào có da ngăm, da trung bình và da thiên vàng giống mình thì mọi người đừng nên tham khảo màu son này ha, bởi vì nó vẫn sẽ làm xỉn da của mọi người đó. Nhìn chung thì dòng son Castellan Matte Velvet Lipstick này thì mình chỉ ấn tượng với 3 màu thôi. Còn những màu còn lại thì khá là khó dùng và cũng kén da nữa. Nhưng mà chất son của cây này thì nó sẽ kéo lại được một chút, dành cho những bạn nào thích chất son nó hơi lì và nó ít bị dính da đồ vật. Với mức giá 185.000 cho một cây son 4g thì đây vẫn là cây son mọi người có thể tham khảo nhé. Màu son tiếp theo là màu M608, đây là một màu hồng tím. Màu son này thì mình thấy không kén da đâu. Màu son này thì không làm xỉn men răng nhưng mà cũng không làm trắng men răng của mọi người đâu nhé. Màu này khá lạ nhưng mà không đến mức quá khó dùng. Mọi người make up theo kiểu châu Á hay là châu Âu thì đều hợp. Đối với kiểu châu Á thì mình nghĩ là mọi người nên đánh mắt kiểu bling bling thì trông tổng thể nó sẽ trẻ hơn và hài hòa hơn. Còn đối với những bạn nào make up theo phong cách châu Âu thì mọi người nhấn mắt đậm hơn và đánh màu son này lên thì trông rất là tây luôn. Màu son cuối cùng, màu M609 là một màu đỏ đất. Màu son này thì mình thấy sẽ không bao giờ hết trend cũng như là màu son dễ dùng nhất. Màu son này thì không kén da, da nào cũng dùng được, rất là tôn da cũng như là tôn men răng. Mình thấy sắc nâu trong màu son này thì ở mức vừa phải, không bị quá nhiều. Cho nên những bạn nào mà không hợp đánh những cái màu đỏ nâu quá nhiều sắc nâu khiến khuôn mặt mình bị dừ thì mọi người có thể tham khảo màu son này nha. Tổng kết cho cái video này thì 3 màu mình ưng nhất là màu 603, 605 và 609. 3 màu này cũng là 3 màu mình khuyên mọi người nên mua nhất. Giá như dòng son này mà có thêm các màu son nude hay là màu nâu tây thì mình cảm thấy sẽ ok hơn. Hiện tại thì mình cũng đã tâm tia thêm một dòng son của hãng này. Mình thấy packaging thì rất là sang chảnh và màu son theo ảnh shot của hãng cũng rất là đẹp luôn. Thì chắc là mình cũng sẽ swatch cho mọi người sớm thôi. Và mình cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này và hẹn gặp lại mọi người video lần sau nhé. Bye.